Mọi người ơi, đang có chương trình Super Voucher mừng sinh nhật 1 tuổi của TikTok Shop. Nếu mọi người có nhu cầu sử dụng sản phẩm gì đó, mọi người hãy nhanh tay đặt hàng đi. Rất nhiều ưu đãi trong thời gian này. Kem chống nắng Bigo nhà mình, nếu mọi người tin tưởng và có nhu cầu sử dụng thì hãy đặt nha. Tại vì các bạn đặt mà các bạn không nhận, các bạn cứ hoàn về thì tội mình với tội shipper lắm, tội những nhà bán hàng. Kem chống nắng Bigo là với chỉ số chống nắng BA chống nắng 60, SPF 60, BA 3+, 3+ có nghĩa là khả năng chống nắng nó có thể lên với 80-90% và lọc tia UV cho tới ta từ 8 đến 12 tiếng mỗi ngày. Chất kem rất là tuyệt vời da, nâng tông nhẹ, không có cảm giác bết rít rỉ bí da. Nỗi lo lắng của các chị em mình khi sử dụng kem chống nắng là rất là sợ bị bí da, nhưng mà cái dòng kem chống nắng này nó không đem lại cái cảm giác bí da. Khi hoa lên nó rất tuyệt vời da, cảm giác nâng tông nhẹ rất là tự nhiên. Tia UV do ánh nắng mặt trời gây ra làm phá hủy các mô kết ở dưới da, collagen, phá hủy lớp collagen và mô kết ở dưới da, gây ra những vết nhăn, vết đốm, đốm nâu và tàn nhang trên da, nên việc sử dụng kem chống nắng là cực kỳ cần thiết. Kem chống nắng Bigo với chiết xuất từ hoa hướng dương và trà xanh nên rất lành tính và an toàn cho da. Nếu mọi người tin tưởng vào sản phẩm thì hãy mua về trải nghiệm thử, chứ đừng tin vào bất cứ lời quảng cáo nào cả. Tại vì mỗi người, mỗi chị sẽ có một cái tiếp da khác nhau. Mọi người quan tâm bấm vào giỏ hàng góc trái màn hình, đang có rất nhiều ưu đãi mừng sinh nhật 1 tuổi của TikTok Shop, có rất nhiều voucher.